Cửa chợt kho lạnh chuyên dụng là cánh cửa được làm bằng panel cách âm cách nhiệt, chống cháy hiệu quả. Với khả năng đóng mở hoàn toàn tự động, đảm bảo độ vô trùng và nâng cao hiệu quả trong công việc. Trong số nhiều loại cửa được sử dụng trong các công trình xây dựng hiện nay, cửa trượt panel được nhiều chủ đầu tư lựa chọn hơn cả. Nguyên nhân là bởi sản phẩm này vừa nhẹ vừa chịu được va đập tốt, không lo cong vênh cháy nổ. Những ưu điểm của cửa trượt kho lạnh, đầu tiên là kiểu trượt nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, dễ dàng cho việc di chuyển ra vào. Hơn nữa, còn giúp tránh sự va chạm khi có người ra vào từ hai chiều, khắc phục được nhược điểm khi sử dụng cửa mở thông thường. Khả năng chịu lực tốt, các thanh nhôm được thiết kế hợp lý với các khoang rỗng và gân tăng cứng cũng như chiều dày nhôm, các rãnh. Vách kỹ thuật trong cấu trúc thanh nhôm được tính toán kỹ lưỡng để tạo sống ra cường, kênh thoát nước, khoang chống cách âm, cách nhiệt. Với cấu tạo này, thanh nhôm có tính cách âm, cách nhiệt cao và nổi bật là chịu lực tốt. Đặc biệt, khung nhôm có tính chất cơ học và hóa học khác biệt so với nhựa, gỗ, khoan nên không bị cong vênh dưới tác dụng của thời tiết. Chênh lệch nhiệt độ trong kho lạnh và môi trường bên ngoài, không bị oxy hóa, khả năng chống cháy cao, ổn định về màu sắc, không bị mối một, mục rỗng, không thấm nước, có thẩm mỹ bền với thời gian. Có khả năng tái sử dụng, cửa panel có thể tái sử dụng trong những công trình tiếp theo. Ví dụ, công trình A của bạn có cửa panel này, nhưng bạn đợt này muốn di chuyển sang công trình B, thì việc tháo giữa cửa panel là vô cùng dễ dàng, cửa hoàn toàn có thể tái sử dụng. Điều này khác hoàn toàn với những loại cửa khác.